Và bây giờ sẽ là hướng dẫn sử dụng cân điện tử Tanita KD321 anh chị ha. Đầu tiên chúng ta đặt cân trên mặt bàn ổn định, sau đó chúng ta bấm on để khởi động. Trong thời gian mà khởi động cân thì chúng ta không có chạm đến đĩa cân để cân nó trở về zero như thế này. Ví dụ như chúng ta cân một cái cục ăn kem như thế này thì màn hình hiển thị là 196g. Trong những cái công việc mà đòi hỏi cái cần tới cái độ chính xác 0.1g thì cân này cũng có thể luôn, ở cái trọng lượng từ 0 cho đến 3 lạng mình có thể coi được ở cái mức là 0.1g như thế này, bằng cách là bấm vào phím ta ra một cái thì màn hình hiển thị là có phím M ở đây nè anh chị ha, thì lúc đó cân nó sẽ đọc được tới 0.1g ở cái mức cân từ 0 đến 3 lạng anh chị nha. Đây sẽ là 195.5g. Nếu mình đặt nếu mình coi ở chế độ gram bình thường sẽ là 196, thì có nghĩa là 195.5 sẽ nó sẽ làm tròn lên thành 196g. Rồi, như vậy là qua cái trường hợp cụ thể này, nếu anh chị nào mà cần đến một cái cân điện tử có độ chính xác 0.1g và ở cái mức độ là 0 đến 3 lạng thì mình có thể hoàn toàn yên tâm chọn cái cân này. Rồi, nếu như mà anh chị nào trong nhà bếp, trong cân nông sản thì mình có thể dùng cái tô để mình cân hạt tiêu hoặc là cân bột, thì mình có thể bấm cái phím tare để trừ bì, lúc đó nó sẽ trở về 0 gram như thế này. Rồi thì mình đổ nông sản vào thôi, mình đổ tiêu, để bột, đổ bánh, đổ đường vào thôi. Trọng lượng nó hiện ra thì chính là trọng lượng của cái tiêu ở trong tô này, chứ nó không tính cái trọng lượng của tô này nữa. Tính năng đó gọi là tính năng trừ bì anh chị ha. Muốn tắt cân thì đơn giản thôi, mình chỉ việc nhấn off là tắt. Rồi, sử dụng cân điện tử Tanita KD321 nó đơn giản như vậy đó anh chị. Trong thời gian sử dụng cân mà nếu cần thêm sự hỗ trợ nào thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833. Cân tự gia phát sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh chị nhiều ạ.